Idol hot TikTok Lệ Thu nhận được quà và cơn mưa lời khen. Lệ Thu hay Kun 0401, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Thu, là một idol thường xuyên xuất hiện trên bảng xếp hạng ngày TikTok Live Việt Nam. Thu nhận được sự đón nhận nhiệt tình của nhiều người qua những buổi live vui tươi. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Thu còn có khả năng ca hát và khiếu nói chuyện duyên dáng. Từ một cô nhân viên văn phòng đam mê trong lĩnh vực thời trang, mẫu ảnh, Thu đã bén duyên với ngành livestream trên TikTok. Cô được nhiều người biết đến qua những ca khúc do chính cô cover. Bên cạnh đó, Thu còn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng những kỹ năng của bản thân để đăng ký trở thành một idol live của công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnam Idol. Ban đầu, cô chỉ livestream cho vui, lượt xem livestream khá ít vì chưa có kinh nghiệm nên cô chưa biết cách thu hút được người theo dõi kênh. Nhờ sự chăm chỉ cùng với sự hỗ trợ từ công ty Vietnam Idol mà Thu tham gia để trở thành idol live TikTok, cô vẫn luôn nhận được cơn mưa lời khen và được nhận nhiều phần quà đến từ người xem khắp mọi nơi. Xuất hiện với hình ảnh cô gái lạc quan, yêu đời và luôn vui vẻ, các buổi livestream của Lệ Thu dần thu hút được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cũng chính vì điều này mà cô đã xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa, thông qua đó biến đam mê của mình trở thành hiện thực và đạt được những thành công nhất định. Cô thường live vào khung giờ từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều và 9 giờ tối đến 12 giờ tối. Mỗi lần livestream, cô đều thu hút rất nhiều người xem, nhận được nhiều sự yêu mến của cư dân mạng, Thu cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thu luôn biết ơn những người luôn đồng hành, động viên cô trên bước đường chinh phục đam mê của mình. Không chỉ là một TikToker, idol live trên TikTok, Lệ Thu còn được nhiều nhãn hàng chú ý đến và mời hợp tác. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Lệ Thu cho biết cô sẽ cố gắng đầu tư nhiều vào chất lượng và nội dung phòng live, đồng thời mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng TikTok Việt Nam.